Xin kính chào các bạn học sinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học làm quen với lại phần đầu tiên của chương trình toán học lớp 9, phần đại số, đó là chương 1. Chương 1 này chúng ta sẽ tìm hiểu về căn bậc 2 và căn bậc 3. Thì như các bạn thấy là bên trái sẽ là sách giáo khoa, còn bên phải là phần mà chúng ta cần phải ghi vào trong vở. Vậy thì tiếp tục các bạn ghi giùm cho cô, đó là chương đầu tiên là chương 1, căn bậc 2, căn bậc 3. Và phần đầu tiên các bạn sẽ tìm hiểu đó là tiết 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về căn bậc 2. Thì căn bậc 2 này thật ra là chúng ta đã được làm quen ở lớp dưới rồi. Vậy thì trước khi chúng ta sẽ vào phần 1 nhỏ thì cô có một nhắc lại như sau. Nhắc lại cho các bạn nhớ. Với mỗi số A dương với mỗi số dương A sẽ luôn tồn tại hai căn bậc 2. Thì sẽ có hai căn bậc 2 là căn A và trừ căn A. Ở lớp chúng ta đã học rồi, cô nhắc lại. Với mỗi số dương A thì lúc nào chúng ta cũng sẽ có hai căn bậc 2, đó là căn A và trừ căn A. Ví dụ như các bạn như sau. Cô có số dương là 4. Vậy cô sẽ nói số 4 có hai căn bậc 2. Là căn 4 và trừ căn 4. Hoặc cô có số 3. Số 3 nó sẽ có hai căn bậc 2. Đó là căn 3 và trừ căn 3. Đó là phần chúng ta ôn lại kiến thức. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 1 nhỏ, phần đầu tiên. Các bạn sang phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về căn bậc 2 số học. Chúng ta có được cái định nghĩa trong sách giáo khoa như sau. Đây các bạn quan sát trong sách giáo khoa. Định nghĩa: với mỗi số dương A thì số căn A được gọi là căn bậc 2 số học của A. Chúng ta ghi lại định nghĩa này vào trong vở. Định nghĩa: với mỗi số dương A thì ta nói số căn A sẽ được gọi là căn bậc 2 số học của A. Số học của A, các bạn lưu ý. Đây, sẽ được gọi là căn bậc 2 số học của A. Chúng ta thấy từ số học. Khi người ta nói căn bậc 2 không thì chúng ta quay lại phần nhắc lại phía trên. Còn khi người ta nói căn bậc 2 số học thì chúng ta chỉ lấy một giá trị, đó là căn A thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có một phần ví dụ cho các bạn cùng quan sát. Ví dụ: ta nói như sau. Số dương 8 sẽ có căn bậc 2 số học số học là căn 8. Số dương 8 sẽ có căn bậc 2 số học là căn 8.
Đó là phần ví dụ. Và ngoài ra ở đây, trong phần định nghĩa này chúng ta còn có thêm một cái lưu ý, đó là số 0 cũng được gọi là căn bậc 2 số học của 0. Đó là hai phần mà chúng ta lưu ý trong phần định nghĩa này. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra được một cái chú ý. Chú ý cho các bạn như sau, chú ý. Với một số a lớn hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta sẽ có thì một số x nào đó nó sẽ bằng căn a khi và chỉ khi, hay nói một số x nào đó x thỏa mãn điều kiện x phải lớn hơn bằng 0, và đồng thời chúng ta có x bình phương phải bằng a. Nhắc lại, các bạn sẽ có một cái chú ý như sau: với một số a lớn bằng 0 thì một số x nào đó đó là x phải lớn hơn bằng 0, và đồng thời là x bình phương phải bằng a. Chúng ta đóng khung lại phần này để lưu ý cho các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta có một cái ví dụ cho các bạn. Ví dụ, lấy ví dụ của các bạn là số 9, chúng ta sẽ có căn bậc 2 số học của 9 là, chúng ta sẽ viết căn 9 bằng 3 vì thỏa mãn hai điều kiện nè, vì 3 là một số lớn hơn hoặc bằng 0, lớn hơn 0 hẳn luôn, và đồng thời thì chúng ta thấy là 3 bình phương là bằng 9. Hoặc chúng ta có một cái ví dụ khác là căn bậc 2 số học của 10 là, chúng ta sẽ viết là căn của 10, bởi vì căn 10 là một số lớn hơn bằng 0, và đồng thời thỏa mãn điều kiện đó là căn 10 mà khi chúng ta bình phương lên là bằng 10. Đó là hai cái ví dụ cho các bạn đối với phần chú ý này. Rồi. Vậy thì chấm hỏi 2 là tìm căn bậc 2 số học của mỗi số sau. Chấm hỏi 2. Chúng ta có căn bậc 2 số học của, tương tự các bạn sẽ có của số 49 là, chúng ta sẽ viết là căn của 49 là bằng 7. Và chúng ta giải thích là vì 7 lớn hơn bằng 0, đồng thời 7 bình phương là bằng 49. Tương tự các bạn sẽ có câu B, câu C, câu D. Câu B, cô giải mẫu thêm một câu nữa. Chúng ta có căn bậc 2 số học của 64 là, chúng ta viết là căn của 64 là bằng 8, bởi vì thỏa mãn điều kiện đó là 8 là một số lớn bằng 0, đồng thời 8 bình phương là bằng 64. Rồi, câu C và câu D tương tự các bạn có thể tự giải được. Rồi, chúng ta có chấm hỏi 3 là tìm các căn bậc 2 của mỗi số sau. Các bạn lưu ý nha, căn bậc 2 số học là chúng ta chỉ có một cái giá trị thôi. Bây giờ câu chấm hỏi 3 là tìm các căn bậc 2. Câu A, căn bậc 2 của 64, như lúc nãy chúng ta nói là mỗi số dương A nó sẽ tồn tại hai căn bậc 2 là,
chúng ta sẽ viết đó là trừ căn của 64 là bằng trừ 8 và căn của 64 là bằng 8. Tương tự câu B, các bạn. Bây giờ chúng ta sang phần 2 nhỏ là so sánh các căn bậc hai số học. Chúng ta sang 2. So sánh các căn bậc hai số học. Thì người ta đã cho mình một cái định lý ở trong sách giáo khoa như sau. Với hai số A và B không âm. Chúng ta sẽ có này, với hai số A và B không âm. Thì ta có, nếu A bé hơn B thì chúng ta có thể suy ra được căn A bé hơn căn B. Và ngược lại, nếu căn A bé hơn căn B, chúng ta có thể suy ra ngược lại, đó là A bé hơn B. Phần định lý này các bạn cũng đóng khung để chúng ta nhớ sau này chúng ta làm bài. Rồi, bây giờ chúng ta có một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu phần định lý này. Ví dụ hãy so sánh hai số. Câu A. Hãy so sánh hai số 1 và căn 2. Vậy thì để so sánh hai số này, nếu như các bạn không sử dụng máy tính thì chúng ta có cách so sánh như sau. Chúng ta sẽ thấy là 1 chúng ta có thể viết lại bằng căn 1. Vậy thì thay vì chúng ta đi so sánh 1 và căn 2 thì lúc này chúng ta sẽ đi so sánh căn 1 và căn 2. Và chúng ta sẽ thấy ta có nè. Theo như định lý trên, chúng ta có là gì? 1 bé hơn 2. Vậy chúng ta suy ra được là căn 1 bé hơn căn 2. Mà căn 1 bé hơn căn 2 nên lúc này các bạn sẽ có là 1 bé hơn căn 2. Tương tự, các bạn có câu B. Chúng ta có so sánh 2 và căn 5. Chúng ta nhận thấy là 2 chúng ta có thể viết lại là căn của 4. Vậy thay vì so sánh 2 và căn 5, chúng ta sẽ đi so sánh căn 4 và căn 5. Thì ta có, rõ ràng chúng ta thấy là 4 bé hơn 5. Cho nên các bạn dễ dàng suy ra được là căn 4 bé hơn căn 5. Mà căn 4 mà bé hơn căn 5 hay cách khác chúng ta có thể viết lại là 2 sẽ bé hơn căn 5. Đây là cách để so sánh hai căn bậc hai số học. Ngoài ra, các bạn còn một cái lưu ý như sau. Lưu ý, khi người ta nói chúng ta là tìm căn bậc hai số học của một số không âm thì đó cũng có thể gọi đó là một phép khai phương. Các bạn ghi giùm cho cô lưu ý là khi tìm căn bậc hai số học, căn bậc hai số học quy tắc của một số không âm thì ta có thể gọi là phép khai phương. Rồi, đó là phần lưu ý ở phía trên mà lúc nãy cô chưa bổ sung cho các bạn. Bây giờ chúng ta có một cái ví dụ khác. Ví dụ 3 là một dạng khác. Ví dụ 3, cái phần chấm hỏi 4 các bạn có thể dễ dàng chứng minh được, cho nên là so sánh được, cho nên là ở đây cô sẽ bỏ qua chấm hỏi 4 mà chúng ta sẽ xem ví dụ 3. Tương tự như
phần phía trên. Ở ví dụ 3 là một dạng tìm x là một số không âm. Biết. Bây giờ đề bài cho chúng ta câu A, đó là căn x lớn hơn 2. Vậy chúng ta thấy là gì? Để tìm được x là một số không âm thì chúng ta phải biến đổi cái vế bên phải của mình 2 nè. Chúng ta nhận thấy là 2 mình có thể viết lại là bằng căn của 4. Vậy thì chúng ta sẽ có nên căn x lớn hơn 2 có nghĩa là căn x lớn hơn căn của 4. Và từ định lý phía trên đây, các bạn nhìn lại định lý. Đây, từ định lý này, A bé hơn B thì chúng ta nói là căn A bé hơn căn B. Và ngược lại, nếu căn A bé hơn căn B, các bạn nói được A bé hơn B. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng vào đây. Các bạn sẽ có như sau. Đó là nếu như căn x mà bé hơn căn 4 thì chúng ta sẽ nói được x lớn hơn căn 4 thì chúng ta sẽ nói được x lớn hơn 4. Và ở đây điều kiện đó là x không âm, x lớn hơn 4 thì rõ ràng của các bạn lớn hơn hẳn 4 luôn, thì x nó đã không âm rồi, cho nên bài toán của chúng ta dừng lại tại đây. Đó là câu A. Tương tự chúng ta có câu B, cũng tìm x không âm. Và đề bài cho các bạn là căn x bé hơn 1. Chúng ta có như sau, chúng ta cũng biến đổi. Chúng ta thấy là vế phải là 1, thì các bạn thấy là 1 là bằng căn 1. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ viết lại là nên, thay vì là căn x bé hơn 1 thì cô sẽ viết là căn x bé hơn căn 1. Từ đây dễ dàng các bạn suy ra được đó là x sẽ bé hơn 1. Nhưng mà nếu ở đây chúng ta dừng lại tại đây thì chưa hoàn thành xong bài toán, các bạn quan sát lại. Vì x không âm, x mà bé hơn 1 chưa chắc nó đã là một số không âm, cho nên các bạn phải kẹp thêm điều kiện đó là vì x không âm. Các bạn phải thêm điều kiện đó là mà x không âm có nghĩa là x lúc này phải lớn hơn hoặc bằng 0. Kết hợp cả hai điều kiện này, x không âm thêm, chúng ta ghi là không âm thêm chỗ này nữa, không âm. Kết hợp cả hai điều kiện này thì lúc này chúng ta mới phải có là x phải bé hơn 1 và đồng thời nó phải là một số không âm, có nghĩa là lớn hơn bằng 0. Các bạn lưu ý hai cái ví dụ khác nhau ha. Cô nhắc lại, ở ví dụ A, các bạn đã có x lớn hơn 4. X lớn hơn 4 là chắc chắn nó là một số không âm rồi, cho nên chúng ta không cần kịp điều kiện là x lớn bằng 0. Nhưng mà ở câu B, các bạn có x bé hơn 1, chưa chắc nó đã là một số không âm. Vậy chúng ta phải kịp thêm điều kiện đề bài cho ban đầu, đó là x của mình là một số không âm, có nghĩa là x lớn bằng 0. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ kết hợp hai điều kiện này lại, đó là x sẽ vừa bé hơn 1 và đồng thời nó phải lớn bằng 0. Rồi, giải thêm cho các bạn một câu C nữa, để cho các bạn nhìn kỹ lại lần nữa nè. Căn x bé hơn 3, chúng ta sẽ có 3 là bằng căn của 9. Nên căn x bé hơn 3 chúng ta sẽ viết lại là căn x bé hơn căn 9. Và dễ dàng chúng ta suy ra được đó là x sẽ bé hơn 9. X bé hơn 9 cũng chưa hẳn nó là một số không âm, cho nên chúng ta phải kết hợp đó là mà x phải lớn bằng 0, x không âm. Đến đây các bạn kết hợp cả hai điều kiện, x vừa nhỏ hơn 9 và vừa lớn hơn bằng 0. Như vậy bài toán của chúng ta mới dừng lại tại đây. Điều kiện của x là xong. Vậy thì trong phần này các bạn lưu ý lại hai phần, ba phần như sau. Hai phần như sau. Phần đầu tiên đó là phần căn bậc hai số học. Chúng ta nhìn lại phần thứ nhất, khái niệm căn bậc hai số học. Đây. Với mỗi số A dương thì một số căn A sẽ được gọi là căn bậc hai số học qua. Và với phần thứ hai các bạn cần phải lưu ý đó là so sánh các căn bậc hai số học. Thì chúng ta đã có đó là với hai số A và B không âm thì ta có là căn A bé hơn B. Thì chúng ta suy ra được đó là A bé hơn B và ngược lại là A bé hơn B thì chúng ta sẽ có được căn A bé hơn căn B. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là xong.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các bài học khác. Tạm biệt các bạn.